Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Một Tun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách tách mát để chúng ta có thể lên được những cái cục sạc Attila này sau khi là đã độ những cái bộ bi LED, những cái bộ bi xenon hoặc là chúng ta lên những cái phần bóng LED mà nó sẽ hao điện bình của xe chúng ta. Thì anh em thể biết là những cái xe zin bản của chúng ta nó sẽ sử dụng những cái cục sạc nhỏ như thế này để nó cấp điện cho cái bộ bình ắc quy của các bạn hoạt động đó. Thì những cái xe mà có sử dụng những cái cục sạc nhỏ như thế này thì nó sẽ là sử dụng đèn điện máy, và sau khi rồi chúng ta lên LED này, lên bi LED này, bi xenon thì chúng ta sẽ sử dụng sang điện bình, thì lúc này cái cục sạc này nó sẽ không đủ điện để cung cấp cho cái bộ mạch của chúng ta nó hoạt động một cách bình thường như đèn còi xi nhan hay là đề nặng nhất điện là thằng đề, nó không hoạt động được một cách bình thường thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải lên những cái cục sạc AT như thế này. Để lên được cái cục sạc AT như thế này thì những cái bộ điện này là những cái bộ điện hai cuốn như của Zim Thái hay là Zim Trung Quốc, nó sẽ sử dụng những cái bộ hai cuốn như thế này. Và ở đây thì mình có một bộ quận sao 6 cuốn thì nó sẽ giống như những cái bộ điện của những cái con Zim Việt hay là những con Goenfa. Đó, thì cái cách tách mát này nó sẽ làm chung cho mọi loại xe. Thì ở đây thì mình sẽ không bỏ cái cục của dòng Yamaha ra, bởi vì là cái cục của Yamaha mặc định của nó là đã là tách sẵn rồi, nhưng nó vẫn cứ chung khi mà lên rắc. Thì ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách tách mát của những cái xe dòng Yamaha đó. Ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách tách mát để lên một cục sạc AT như thế này. Và ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách bấm cốt nối mạch làm sao để cái cục sạc AT nó đang từ một cái rắc như thế này để chuyển sang một cái rắc dạng như thế này của thằng Honda. Thì cái cách bấm sạc này thì nó sẽ áp dụng được cho cả Honda lẫn Yamaha, thì nó sẽ có đôi chút khác nhau một xíu nhưng về cơ bản nó sẽ là giống nhau. Và cái cách tách mát như thế này thì nó sẽ là giống nhau trên các loại xe anh em nhé. Rồi ở clip sau nữa thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách mà độ những cái bộ mâm lửa của những cái chiếc xe của dòng Honda như những chiếc xe Dream Thái dạng hai cuốn như thế này thì nó khá là yếu, bởi vì anh em thì biết là đây nó sẽ là quận nổ và đây nó sẽ là quận đèn và quận sạc đó. Thì khi anh em tách mát rồi nhưng nó vẫn không đủ điện cung cấp cho cái hệ thống điện đèn ở trên xe của chúng ta, là vì thế anh em thể để ý ở đây là những cái bộ này là sau khi người ta đã cải tiến, người ta đã đưa lên cái bộ 6 thì nó sẽ có độ sinh điện tốt hơn là những cái bộ mâm lửa đôi như thế này. Cho nên là chúng ta sẽ phải độ nó sang một cái dạng kiểu khác để nó khỏe hơn. Thì chúng ta sẽ vẫn giữ được cái phần lốc zin ở trên xe, vẫn giữ được cái phần qua lăng zin ở trên xe, và chúng ta chỉ độ sao cho nó khỏe hơn thôi. Rồi ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em tách mát. Thì thời lượng video có hạn thì mình sẽ chỉ hướng dẫn anh em ở cái bộ này. Và cái bộ này thì mình sẽ nói qua bởi vì cách tách mát nó sẽ là giống nhau anh em nhé. Để đi vào tiến hành công việc thuận lợi thì chúng ta sẽ phải cần sử dụng đến một cái mỏ hàn thiếc. Tất nhiên là không thể thiếu thiếc và nhựa thông rồi. Và chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một cái tô vít như thế này, kéo nếu cần. Và không thể thiếu là chúng ta sẽ sử dụng thêm được những cái ống gen như thế này. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng những cái ống gen mà chịu nhiệt mà dạng DC. Như ở đây anh em thì thấy là ở đây nó có cái chữ DC 600V ở đây. Thì những cái ống gen như thế này nó sẽ chịu được nhiệt là độ nóng tốt và cái độ cách điện của nó rất là tốt. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành nó. Trước tiên đi vào tiến hành nó thì mình sẽ phải tháo những cái con ốc này ra đã, sau đó là mình sẽ chia sẻ với anh em. Rồi sau khi là mình đã tháo ra thì anh em để ý cho mình thì ở đây nó sẽ có những cái màu dây như sau. Thì ở trên cái bộ mâm lửa này nó sẽ có cái dây đen sọc đỏ, nó sẽ là dây của cuốn nổ. Cái dây trắng này nó sẽ là dây trắng của cục sạc. Và dây vàng này nó sẽ là
dây của bóng đèn cấp lên để cho những cái chiếc xe điện máy nó sử dụng đó. Và ở đây nó sẽ có một cái khuy như thế này. Cái khuy này nó sẽ là đầu quấn anh em nhé. Và nó sẽ chạy vòng vòng đến cái đoạn giữa ở đây. Nó sẽ là đoạn đèn, thì nó sẽ đưa ra dây đèn. Và cuối cái cuộn này nó sẽ là cái dây trắng ở đây. Rồi thì bây giờ là chúng ta chỉ việc là tách cái dây vàng ở đây và chúng ta hàn lên trên này, và chúng ta sẽ cách điện nó. Lúc đầu là nó sẽ bắt như thế này, con ốc nó sẽ đè lên đây để nó tiếp mát ra cái phần xương sắt ở đây, cái phần xương nhôm ở đây. Thì bây giờ là chúng ta sẽ chỉ việc tẩy cái mối hàn ở cái dây vàng đang đầu bấu ở dưới cái phần cuộn ở đây, chuyển sang bên này. Như vậy là xong. Chúng ta sẽ tẩy cái dây vàng ở cái phần giữa cuộn này ra. Đó. Như vậy là xong rồi. Chỗ này chúng ta sẽ phải cách điện cho nó. Rồi tí nữa là mình sẽ cách điện. Và bây giờ là mình sẽ tách cái phần này ra và mình sẽ cắt cái phần này đi. Thì anh em lưu ý là trên cái bó dây này, người ta đã tráng một cái lớp cách điện lên trên cái phần dây đồng đây. Thì bây giờ là chúng ta phải cạo cái lớp tách điện này đi. Và sau đó là chúng ta sẽ hàn thiếc vào. Và chúng ta sẽ hàn cái phần dây vàng này vào cái đầu dây mà chúng ta vừa mới cắt cái khuy ở đây ra. Đó, thì lúc này cái cuộn này nó sẽ độc lập, nó sẽ không liên quan đến cái phần bó xương ở đây nữa. Và vừa rồi là mình đã thao tác tách mắt xong cho cái bộ mâm lửa hai cuốn của Diêm Thái này rồi. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em. Thì lúc đầu cái dây vàng nó sẽ ở cái vị trí xanh của cái cuộn giữa cuốn ở đây. Thì chúng ta sẽ nhổ cái dây vàng ở cái vị trí xanh này và chúng ta sẽ chuyển sang cái vị trí cuối cuộn. Cái vị trí cuối cuộn là nó sẽ có cái phần sắt như thế này. Để cái con ốc nó đè lên và nó vắt lên như thế này thì nó sẽ trung mát vào với cái mâm nhôm ở đây. Thì chúng ta sẽ chỉ việc là cắt cái chỗ này ra và chúng ta hàn này vào đây. Cái phần chỗ này thì chúng ta sẽ cách điện cho nó. Như vậy là xong rồi. Và bây giờ là chúng ta chỉ cần vặn lại vị trí ban đầu như lúc đầu tiên của nó. Và sau đó là mình sẽ chia sẻ tiếp cho anh em. Rồi sau khi là tách mát thành công và chúng ta đã lắp lại như cũ. Và bây giờ là chúng ta sẽ đo kiểm. Ở cái đồng hồ Victor ở đây thì chúng ta có thể là để thang đo thông mạch hoặc là thang 2K cũng được anh em nhé. Thì anh em chỉ cần đo ở cái thang đo thông mạch là được rồi. Và khi chúng ta thử đồng hồ thì nó sẽ báo đỏ hoặc là nó sẽ kêu như thế này. Rồi cái cách kiểm tra thì anh em để ý cho mình là ở trên cái phần đầu dây đây, nó sẽ có cái dây đen sọc đỏ này.
cái dây xanh sọc trắng này, dây vàng và dây trắng ở đây. Thì chúng ta muốn thử thông mạch thì chúng ta sẽ đo ở cái phần dây vàng này. Đó, và chúng ta sẽ đo sang cái phần dây trắng này. Anh em thấy là cái đồng hồ nó báo đỏ và nó kêu lên rồi đúng không ạ? Rồi, thì có nghĩa là cái dây trắng với dây đỏ, dây trắng và dây vàng này nó đã thông nhau rồi. Và bây giờ là chúng ta sẽ đo cái dây vàng ở đây ra cái khung này. Đó, anh em thấy là cái đồng hồ nó đứng im, nó không có động tĩnh gì, thì có nghĩa là chúng ta đã tách mã thành công. Đó, và hiện giờ là cái cuốn này nó không liên quan gì đến cái phần xương sắt ở đây nữa. Và cái phần xương sắt này thì chúng ta bắt vào lốc máy, và khi chúng ta vặn vào máy thì nó sẽ tiếp mát ra cái phần khung của chúng ta. Thì chúng ta đã tách mát nó thành công rồi. Thì bây giờ là chúng ta có thể là đo sang cái phần dây trắng ở đây, và chúng ta cũng dí vào đây. Đó, đồng hồ không kêu. Đây mình thử lại này. Đó, đồng hồ kêu. Và mình dí vào đây, đồng hồ không kêu. Như vậy là đã tách mát thành công rồi. Thì mình xin phép mình chia sẻ luôn ở clip này với anh em. Thì anh em thì thấy là ở cái cục sạc Attila VT5 mà anh em thường xuyên lên sạc cho những cái bộ xe tách mát như thế này, thì cái cách đấu nó sẽ ra làm sao? Thì anh em sẽ đấu cho mình như sau. Cái dây vàng ở đây thì mình sẽ lấy luôn cái phần rắc sạc ở đây. Thì anh em thì thấy là ở đây nó sẽ có dây vàng và dây trắng. Nó cũng tương tự như dây vàng và dây trắng ở cái phần rắc nó đưa từ dưới máy lên, đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta sẽ có cái phần dây vàng và phần dây hồng. Nó sẽ là cái phần dây để liên kết vào cái dây trắng và dây vàng ở đây. Thì anh em sẽ đấu như sau. Cái dây vàng nó sẽ là dây đầu quận. Thì chúng ta sẽ đấu cái dây vàng vào cái dây vàng này. Và cái dây màu hồng ở đây nó sẽ là dây cuối quận. Thì chúng ta sẽ đấu nó sang cái phần dây trắng ở đây. Đó. Thì ở trên cái cục sạc này nó sẽ có dây đỏ và dây xanh. Thì lúc này dây xanh chúng ta sẽ đấu vào mấy hệ thống dây mát ở trên xe là một dây màu xanh lá. Hoặc là chúng ta sẽ đấu thẳng vào khung sắt ở trên xe. Còn cái dây đỏ này nó sẽ theo cầu chì nó về bình ắc quy. Còn cái dây đen này chúng ta sẽ đấu vào cái dây đen ở trên xe là cái dây đen sau ổ khóa của những cái xe Honda. Nó sẽ tự động nó tính toán sao cho bình ắc quy của các bạn đầy thì nó sẽ xả. Nhờ cái dây đen ở đây nó sẽ tính toán cho cái cục sạc AT này nó sẽ hoạt động một cách bình thường. Nếu như cái dây đen này chúng ta quên mà chúng ta không gắn nó vào dây đen sau ổ khóa thì cái bình ắc quy của các bạn nó sẽ bị phồng, nó sẽ bị hỏng, bởi vì nó sẽ bị quá sạc. Đó, cục sạc nó không ngắt nữa thì nó sẽ bị quá. Rồi, ở cái cục này là chúng ta đã thực hiện xong rồi, thì mình sẽ để sang đây. Và tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn anh em xử lý cái cục này, tách mát cho cái cục này. Tiếp theo là sẽ đến cái cuộn sao vào đây, hay còn gọi là cuộn sáu quấn. Đó, thì anh em để thấy là ở đây nó sẽ cách thức làm tương tự như cái cục mình vừa hướng dẫn anh em ở đây thôi. Thì anh em để thấy là ở đây nó sẽ là đầu quấn. Đó. Và nó sẽ chạy vòng sang mấy cái quấn này. Thì ở đây nó sẽ là cuối quấn. Thì nó sẽ là cái dây trắng. Và cuối quấn thì nó sẽ là bắt vào đây. Và ở đây nó sẽ là liền sang bên này anh em nhé. Hai cái thằng này nó sẽ liền nhau. Và ở đây là đầu quấn. Thì nó sẽ quấn hai quấn đầu tiên nó sẽ đến cái phần này. Nó sẽ là dây vàng là lên đèn. Và tiếp tục là nó sẽ quấn từ đây sang thêm 3 cái quấn ở bên này nữa. Vị trí là nó sẽ là 5 quấn này, nó sẽ nuôi cho cái phần dây trắng ở đây. Đó. Thì bây giờ là anh em sẽ chỉ cần nhổ cái chân của cái dây vàng. Đó, nhổ cái chân của cái dây vàng. Và anh em sẽ nhổ cái chân của cái cuối quấn này nó được ghim vào cái rắc ở đây. Thì chúng ta chỉ cần tách rời cái phần dây đồng và cái cọc này tách rời cho em ra. Và cái đoạn này thì anh em sẽ tách nó ra và anh em sẽ nối thêm một đoạn dây chạy vòng xuống đây và đi lên đến đây. Đi lên đến đây thì anh em sẽ hàn nó vào cái đầu này, như vậy là xong. Và bây giờ là mình sẽ đo cho anh em thấy là nó sẽ dính vào mát là như thế nào và khi tách mát ra nó sẽ ra làm sao. Rồi thì ở đây là mình đã có hai quận, một quận là chưa tách mát và một quận đã tách mát. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đo cho anh em thấy là cái quận chưa tách mát thì nó sẽ như thế nào. Thì anh em chỉ cần là để đồng hồ ở cái thang thông mạch. Và một đầu chúng ta sẽ cắm vào cái dây vàng hoặc dây trắng bất kỳ.
Rồi anh em chỉ cần dí nó vào cái phần xương sắt ở đây. Đó, anh em thấy cái đồng hồ nó kêu chưa? Đó. Ở cái dây trắng này nó cũng thế. Khi anh em tách xong rồi, anh em dí nó vào phần xương sắt ở đây, nó sẽ không kêu nữa đâu anh em nhé. Rồi, ở cái cuộn bên này thì mình đã tách mát xong rồi, thì anh em chỉ cần dí vào cái dây vàng và anh em dí vào cái khung xương ở đây, nó sẽ không kêu. Và dây trắng nó cũng tương tự như thế. Đó, thì cách thức lên một cái cục sạc Attila phải tách mát thì cái công việc tách mát của nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì mình đã hướng dẫn cái cách tách mát xong rồi. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Hẹn anh em ở video clip sau.